Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Sapa. Đấy, hôm nay là được anh Hải ấy, kênh Sapa TV. Hôm qua là ăn cơm ở nhà anh ở dưới Lào Cai nên là sáng nay là anh em mình đi lên sớm đi lên đây. Đấy, đây là cửa hàng của anh. Thương hiệu của anh Hải rồi. Mình cũng là lần đầu tiên lên trên Sapa. Anh Sự lên đây lần nào chưa? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên à? Đấy, đây là vợ anh Hải nhá. Hello. Chị Tuyền. Hello, anh Sự cũng cùng. Anh cũng lần đầu chưa. Hello anh nhá. Và... xin chào các bạn. Đấy, chào đó. Mừng Tây TV đến với gian hàng đặc sản Tây Bắc Sapa TV. anh giới thiệu qua một tí anh. Đây, em đi giới thiệu cho. Đây là tất cả các loại rượu mà đặc sản ở vùng phía Tây Bắc của mình đấy. Đây là San rượu Lùng. San Lùng. À. Có thể là mua về làm quà hay biếu Tết trong cái dịp này rất là đẹp, mẫu mã đẹp luôn. Rượu này được khoảng bao nhiêu độ chị? Nó tầm khoảng 37, 38, 40 độ có luôn. Cứ đóng chai lửa lít, 2 lít, 3 lít cũng có. Đây là đóng nguyên chai rồi anh chị. Đấy, mẫu mã đẹp. Vâng. Ở bên này thì nhà mình còn có gì nữa chị nhỉ? À đây cũng là rượu à? Đây cũng là rượu này. Rượu hơ mông. Các loại rượu đấy nhỉ? Tất cả các loại rượu. Đây, đến khu bên này là các loại thuốc tắm. Thuốc tắm của người dân tộc Dao Đỏ. Trên này chủ những dân tộc Dao Đỏ rất là đông với cả người Mông nữa. Công ty hay là hợp tác xã. Cái này là luôn. Thuốc xoa bóp đấy đúng không? Thuốc xoa bóp này đúng không? Thuốc xoa bóp chân tay ai bị đau xương khớp như bố mẹ mình hay là tầm như tuổi anh chị em mình à? Bóp này, dùng hết một lần rồi có thể đổ rượu vào chế bóp 2-3 lần luôn. Thuốc tắm cho trẻ em này, phụ nữ sau sinh này. Đặc biệt là tắm cho người lớn hay người già đều ok, đều có. Đây, bên này là thịt trâu gác bếp này. Ai mà lên đến bên này thì không thể thiếu được. Đấy. Thịt trâu này bao tiền cân chị? Thịt trâu này là 700.000 một kg. Đó một túi là một cân à? Không, nửa kg. À, 5 lạng đấy. Ờ, 5 lạng. Này, tiếp tục sang bên này. Bạn gái này, vợ người yêu này làm quà các loại ô mai luôn nhé. Đây là mứt. Mứt tám nhầu. Ô mai. Ô mai. Còn ngoài này lại có một gian riêng là chuyên về gia vị. À đây là thảo quả nhỉ, thảo quả. Tẩm ướp gia vị. Hoa hồi. Đồ nướng hoặc là làm lẩu, làm thắng cố. À, hoa hồi. Mắc khén. Thảo quả. Mắc khén. Đây đóng thành đây là gia vị ấy nhỉ. Còn sang bên này, tiếp tục sang bên này là hạt dổi rừng. À. Đây là hạt dổi. Như này là một lạng này, một lạng có giá là 250.000. 250.000 một lạng. À, đây là ốc chó. Ốc chó này dành cho bà bầu này hay là người già trẻ em ăn cũng rất là tốt luôn. Bổ não, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng cơ thể. Đây là đặc biệt là các loại trà ở đây là không phải nhập các loại trà nơi khác mà trà cũng thuộc vùng Tây Bắc luôn. Nè. Cái gói này là 1 cân hả chị hay 5 lạng? À cái này là 5 lạng. Đây có số lượng gam ấy, đấy hết luôn này. Đấy. Đây là toàn là tiêu thụ sản phẩm giúp bà con dân bản trên này luôn nhé. Đây các bác ơi, đây là nước chấm gia vị thần thánh của em. Gọi là chẩm chéo. Mở ra cái đã thấy thơm chưa? Đấy. Em xem à. Mà chỉ có bên mình mới có thôi nha. Có giá là 100.000 một lọ. Chẩm chéo về chấm thịt gà, thịt lợn, rau củ quả đều ok hết. Đây là tương ớt này. Tương ớt mừng hương này. Giá 50.000 một chai. Cái này là bà con tự làm hả chị? Tự làm hết, không chất bảo quản, không phụ gia chất phụ gia hết gì luôn. Đây các loại trà này. Trà rào cổ lam này. Áo đỏ đấy. Rào cổ lam này. Rất nhiều loại gia vị. Có nhiều loại luôn nhá. Nhưng mà ai thích mẫu mã đẹp có mẫu mã đẹp. Ai thích mà đơn sơ đơn giản này thì lấy đơn giản. Bên này có là... một số loại gia vị chẩm chéo hoặc là mật ong. Đóng chai đẹp. Nhưng mà nhiều bác lại không thích hình thức là đẹp đẹp nhá. Đúng thích rồi, đơn chả? Giản. Đấy. Nên là mẫu mã ở nhà ở cửa hàng này cũng làm rất là đơn giản. Đây đặc biệt là miến đao. Miến đao được làm từ củ sâm đất nhá. Thuộc vùng xã à huyện Y Tý ở trên này. Xã Y Tý, huyện Y Tý luôn. Đây là nấm hương Sapa. À đây là nấm hương. Nửa kg một.
Đây, bạn quay có một cái da. Nấm này bao tiền? Nấm này là 350 nghìn một cân. Bỏ ra cân 300 nghìn. Về xào hay hoặc là nấu canh gà đều được hết. Đây rồi. Đây là có quả. Đây, có món này. Đây này là nón bang chủ ấy. Bang chủ để mang về đi câu cá bắn chim được. Cái này là đi chõ đồ xôi bằng gỗ ở trên này. Cái này em biết rồi. Cái này dân tộc em cũng có rất nhiều loại này có, nhưng mà của em còn to cơ. Đây có các loại hà thủ ô này. Đây là hà thủ ô đỏ đúng không? Đúng rồi, ô đỏ này, lấm linh chi này, ba cái tím này, lấm ngọc cẩu này, đầy đủ các loại ngâm rượu có hết luôn nha. À bên kia là ớt à chị? Ớt đấy là ớt khô, ớt dây. Bà con trên này làm dân dã. Đây, trồi được làm từ lúa mạch. À đây là chổi lúa mạch. Bao tiền cái này chị? 100 ngàn một cái. Mấy các loại gạo trên này đóng gói bao bì đẹp luôn này, gạo xẻ củ này, gạo lếp lương thứ này. Đây là lụa hoa tam thất nha. Đây là lụa hoa tam thất. Đây, ba tam thất này. Đấy. Thôi ít này được à chị? Thế thôi, mỗi lần chỉ cần một ấm này là đẹp rồi. À hôm qua em được uống ở dưới kia rồi nhỉ? Sáng qua đi em ạ. Ê đây đây này, thịt trâu à, trâu qua bếp, đặc sản Tây Bắc 700 nghìn một cân, ship toàn quốc. Có ship sang nước ngoài không anh? À nước ngoài thì dịch cái này vẫn ship được bình thường, nhưng mà có đơn vị nào nhận mà do khách ở bên kia mà tìm được người vận chuyển thì vẫn vận chuyển thường mà. Đợt vừa rồi chị vận chuyển qua cả nước ngoài. Đánh xưa. Nụ hoa tâm thất. Chạy đường đấy bao giờ chưa? Ngày đéo chạy. Vâng, chạy đường đi từ đây xuống đây, anh đi với anh em làm em mời anh chị nhá. Đây, Thắng ơi, xin mời đây. Rồi đây em ơi. Thơm. Nhập. Uống xong là rất là ngọt miệng. Đây xuống Bình Lư, Nga Cao Bình Lư cũng dễ trái để đi vào Nga Cao Bình Lư. Mùa Tam Thất này trước em uống nhiều rồi mà. Cuối Tô Huyết Lủy, Trần Tân Nguyên, cũng phải dễ trái. Đi qua Nga Cao Bình Lư, 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 rất là thơm. Ui, này, đây cho Nguyên tao thắng xé ra. Đây là xé như. Đấy, đây là thịt trâu ạ. Không do không có chanh thì em phải có. Chấm chéo này. Hòa nước lọc cũng được. Đây chấm cái này à. Ừ. Anh Dung. Chấm anh Sự. Đảo lên để anh Sự ngồi ghế kìa. Đây Sự, anh Sự ngồi ghế này. Đây. Đây. Đây chủ. Đấy nhá, cái chẩm chéo này rất là hay nhá. Có chanh mắt cũng được, mà không thì là dùng tạm nước lọc cũng được. Không bị mất mùi gì đâu. Thịt trâu là phải chấm với chẩm chéo, ăn nó mới phê. Đây à, có cay không? Hả? Cay mới ngon. Đây, xé nó phải, nó thứ này, đúng không? Đây à.
Uông. Uông ông chơi ông thắng ông chơi miếng này ông nhá từ giờ đến chiều. Anh không xé anh đó. Cái này ấy, người ta chỉ xé mỏng mỏng đấy thôi. Đây. Xé mỏng tí thôi là sợ thôi là. Đó. Đây. Nhưng mà Nguyễn Tất Thắng thì không cần phong cách sẽ rất là ngọt. Như Thắng ăn kiểu đấy là tốn mồi đấy. Nhưng mà đặc biệt là anh em yên tâm là thịt trâu mà ăn kiểu Thắng nó khoan được nhiều đâu mà. À, sẽ như này. Nói chung là ăn nó phải nho nhã. Khiêm tốn tí thôi anh. Càng nhai nó càng thấy độ ngọt. Càng nhai càng ngọt. Thấy không? Ơi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món thịt trâu của anh Hải Sapa nhá. Nhìn rất là ngon và rất là phê. Anh cầm đi. Anh sẽ cầm đi. Cho vào túi này. Bây giờ sang khách sạn của anh Hải nhá. Đây là cửa hàng anh Hải thôi. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra khách sạn. Giờ mời các bạn ra khách sạn chơi. Đấy, sẽ ngon này, ăn kinh. Ăn thích ăn mà nhờ. Nhưng mà em phải công nhận là chân này lạnh thật. Run hết tay. Anh Hải, cái nhà thờ là nó ở đoạn nào nhỉ? Ở trên này đó, đó. Ừ, trung tâm đây à? Làm gì con, thưa bố? Bóc bóc á. Đấy, cửa hàng anh Hải ngay xuống ngã ba đồ vào luôn. Ừ. Ui, trên này rét thế. Công nhận là trên này quá lạnh luôn. Đâu anh ăn đi đấy anh Nhu, công nhận thịt trâu ngon nhờ. Ngon. Thớ thịt nó còn ngoan luôn. Từ từ anh xem. Thì anh em bên đán tàu để cầm anh cứ bỏ đây. Cái này mang hôm nào mang lên đán tàu để liên hoan. Cái này cầm ăn luôn. Cái này anh ăn hết đi. Anh Hải anh gửi dân đán tàu, tại vì anh Hải anh đã biết anh lên đán tàu rồi. Đúng rồi. Thằng mang đán tàu ấy trông ở bếp về ăn cho nó đỡ buồn mồm. Nhưng mà ở đấy là đúng mùi bếp lửa. Cho hồng với xì à? Về đán tàu. Đấy, bây giờ anh em bắt đầu di chuyển ra khách sạn anh Hải nhé. Đấy, chợ Sapa đây. Bây giờ biết mở chưa? Biết bật loa chưa? Còn không biết nó ở đâu vậy, ở đâu ấy. Không biết ở đâu nữa. Bây giờ nó tự nói thôi. Đúng là thị trấn trong sương nhờ, lạnh. Lúc nào cũng sương mù. Ẩm thực toàn đồ nướng với đồ sấy ấy. Thấy gì ra thấy gì nhỉ? Sầm ớt hơn phục vụ đấy nhỉ. Sầm ớt hơn nhỉ. Sẽ phải về hướng đường Điện Biên Phủ quốc lộ 4D, sau đó sẽ phải giải về Vân Đài. Đây là đến phố cổ nó đâu, trên kia mà. Nhà thờ là nó ở trên này anh. Sẽ phải vào Điện Biên, sau đó sẽ trái vào đường Điện Biên Phủ. Hết nạp thì lấy rơi ra cắm ở đây này. Thế này. Hết điện này. Rồi gì.
xe kìa, nhìn đỗ rồi. Đây là bến xe à? Bãi đỗ là bãi đỗ xe. Dọc đường rồi toàn quá xe nhiều xe nhỉ. Đây, nhìn bên này bên kia đủ hết. Đấy, cảnh sát tao luôn. Sao đây anh? 600m nữa sẽ phải vào Xuân Viên. Biết hết. Nhớ bật xin nhan xin giếc đầy đủ. Em thấy lạnh. Hơn cả thành phố Hà Giang. Anh nhở. Đây là vào trong này. Xe của anh Hải đi trước. Lê Văn Tám. À đây rồi. Đây Sapa TV. Không có chỗ đỗ rồi. Đỗ đây luôn đi. Đỗ chỗ con xe máy đi. Không chỉ mình đỗ này đi. Kẻ vạch ô đỗ rồi. Này cho phép đỗ xe. Ừ. Xe tải, xe khách, taxi ấy, đỗ đây. Chị hàng vừa vậy vẫy lên trên rồi. Tải vẫy lên rồi. À đây này. À đây này. 100m nữa sẽ phải vào Võ Thị 6. Sẽ phải vào Võ Thị 6, sau đó sẽ trái vào Ngũ Chỉ Sơn. Lúc nãy đỗ ngoài kia nó dễ hơn không anh? Hai bữa chỉ em đây. Đỗ chỗ kia chả hơn à? Hả? Đấy, hiện tại mình đã đến khách sạn của anh Hải rồi nhá. Anh Sứ ơi, được rồi, ép vào đây là được rồi mà. Tiến lên tí nữa đây. Rồi, ok. Đấy, đây là trước mặt mình, đây là khách sạn của anh Hải đây. Sapa TV Hotel. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhá. À, hôm nay anh ta phải đóng cửa rồi, chào em nhá. Em chào chị nhá. Ừ. Chào cả nhà nhá. Anh cái ngoan nhỉ? Anh nói là con dâu bác không? Ui rồi. Đó. Ui rồi. Con dâu bác lại. Em ơi, bổ sung lên tí nước vào đây đi. Cả quá. Bảo là nước gì đây? Đây là nước này. Vâng, cho em tí nước. Hoa tăng thất. Đây là chè anh, hay là hoa tăng thất? Hoa tăng thất em ơi. Hoa tăng thất. Đổ nước vào. Cho cả bên dưới, bên trong rồi lại còn cho cả bên dưới nữa, chả đặc. Thế nào? Lấy đây nhỉ? Đây đấy. Chỗ ra đây. Chỗ ra đây. Công an cho à? Cái này ở bên ngoài hả? Bên trong à? Đặc quá. Lụ, không uống nổi luôn. Lụa tam thất em uống mà nước chè thì em chịu luôn. À. Nước chè em lại không uống được. Em uống nước chè còn say mà. Đấy. Anh ơi, vào đây ngồi nước anh. Đứng ngoài viêm phổi anh ạ. Đương nhiên là trên này lạnh nhỉ anh Hải nhỉ. Đây ngồi đây. Anh Sử ngồi đây này. Thế là con gái đi chơi đâu à? Em đang đợi vé. Đợi vé. Đây Sử ngồi đây uống nước này. Vé đây thôi em đi ngủ. Có cái phòng nào trống không nhỉ? Không ai có phòng ngồi đây. Ý là ra ngoài rồi mình tặng cái phòng cho anh em quay ngang ngang giới thiệu cho cái phòng. Hôm nay là lên là kín hết phòng, do các bạn là không đặt trước phòng nên là không có phòng đâu. Phòng mình là cuối cùng rồi đúng không? Không em mới đặt cuối cùng. Như ông chồng này mà dã luôn nhỉ. À không, em có chụp ảnh đâu. Không. Các bạn quay em được lên TV anh ạ. À, mai em TV à? Trời, phòng bên kéo.
Mai mấy giờ lên trên Trạm Phiên? Em chắc là sớm. Sớm là mấy giờ? Em thì đi sớm. Anh ngại là kín phòng đấy nha anh nhỉ? Kín không? 4 giờ. Đấy là mày có ghi là anh chơi ở đấy không đến trưa thì đến trưa là anh về thôi. Có thể cả đến trưa thôi, chứ trưa là đi cày tiếp nhé. Đây nhá, chào mấy anh em nhé. Vâng, em chào chị nhá. Sang đây này, alo nhé. Anh ngày qua khách sạn chị chơi. Vâng, em chào anh nhá. Ok, chào em. Vâng, chào anh em. Anh cứ nhắn về đây nhá. Đấy. Chào em nhá. Anh chào hai em nhá. Vâng, em chào anh chị. Có dịp sẽ quay lại. Nhớ quay lại Sapa nhá, hôm nào đưa vợ sang nhá. Vâng vâng. Vợ em là muốn lên đây lắm đấy. Nhưng mà chưa có dịp. Phát kiểu phố sao bớt. Đây, em chụp cho anh. Anh Nhung, đây đây, chụp đây luôn. Đấy. Thì em gửi cho anh là được. Đâu anh đứng đi. Em ơi, nó chụp anh kiểu ảnh nào. Đấy. Rồi, ok. Đây, đây, đây. Đây, anh mới thắng một kiểu đã. Đứng sát ở đây. Gần vào mình để nó dài quá. Cười nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cười lên một cái đi Thắng ơi. Nào, 1, 2, 3. Đẹp trai đấy. Rồi anh Nhu với tất cả anh em lớp vào đây nữa. Bây giờ anh em mình bắt đầu đi về. Anh Thắng bây giờ là mình đi đâu ấy? Không, phải bật 4G. 4G vẫn bật rồi. Anh Thắng, hả? Bây giờ tiếp tục hành trình của mình là đi đâu? Đi Lai Châu. À dạ. Xảy xe rồi, em bắt đầu xảy xe. Hành trình tiếp theo là anh em mình sẽ đi Lai Châu nhá. Tháng. Ok được rồi. Bây giờ ta đi về hướng nào? Quay ra. Lui lại. Em bảo anh đỗ ở kia nó dễ hơn mà này. Đi lại sợ gì. Đấy, bây giờ đi qua đèo Ô Quy Hồ. Hiện tại bây giờ đang tắc đường. Đang làm chương trình mà, quay mà, quay chơi mà. Ok. Bây giờ trên này đang rất là sương mù. Sương mù mù mịt. Xe đang tắc đường. Sợ nhỉ? Sương mù như ban đêm. Sương mù như ban đêm. Úi dồi ôi, đẹp quá. Xin chào. Bây giờ anh em mình xuất phát sang Lai Châu. Đấy. Ôi, trên này gió sương mù. Trên này mù mịt. Thắng đâu nhỉ? Gọi điện Thắng đi. Xuống đi anh. Thắng đâu? Rồi, anh em bây giờ đang đổ đèo Ô Quy Hồ. Sương mù tầm nhìn xa khoảng được 4 mét thôi nhỉ? 4-5 mét thôi. Thôi. Sương mù dày đặc luôn. Tí Thắng nhá. Anh Thắng nhìn thấy gì đâu đây? Anh Thắng đi bộ xuống, đi bộ trước cái này. Đây. Lạ
rét lắm, cảm lạnh giác không anh? Cực là phê, một cảm giác thật là robot. em còn không xuống mà, lạnh không? Cứ bảo đi mà không tìm thấy thắng được, từ từ đã vậy. Hiện tại thì đã có mặt tại Tam Đường Lai Châu. Bây giờ anh em đang đi tìm quán cơm để ăn. 300 mét nữa sẽ phải. 300 mét nữa.